Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisamon. Hôm rày thì đi khám phá các thứ đó, mình cũng không có nhặt được bất kỳ một cái chuông nào trong hai cái chuông này hết ha. Đây là hai cái chuông rất là quan trọng để mình có thể triệu hồi được một Pokemon hơi bị xịn sò luôn. Thế nên hôm nay thì chúng ta sẽ có một chuyến đi khám phá, tìm những cái công trình và hy vọng trong những công trình đó chúng ta sẽ tìm ra những cái chuông đó. Nhưng mà trước khi đi thì để mình cường hóa vũ khí lên cái đã. Tại vì mình thì có một cây kiếm bằng ruby, nhưng mà hiện tại thì nó chưa có được cường hóa gì hết, nên lượng sát thương mà nó gây ra cũng không có quá nhiều ấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cường hóa lên một cái ha. Hy vọng là chúng ta sẽ có được dòng sắc bén các thứ rồi. Ủa? Gần đây có Tabu Coco xuất hiện. Ủa Tabu Coco? À Tabu Coco là vị thần mình đã bắt rồi. Cái kìa. Ồ tưởng đâu Tabu le le thì mình quay qua mình bắt liền á. Nhưng mà Coco thì thôi mình sẽ tạm thời bỏ qua ha. Rồi. Ủa. Ủa chưa. Cái gì đây? Trời ơi hao đom. Làm gì mắc kẹt ở đây vậy? Thôi quýnh luôn. Mắc kẹt vô nhà hả? Dám mắc kẹt vô cái nhà cường hóa của mình. Lượm cục kẹo luôn. Mới mốt đi là đi đứng cho nó cẩn thận nha. Xin anh xin nha. Ồ lần này thì được một mảnh alpha. Wow mình để ý nha. Quýnh hao đom rất là dễ rơi ra mấy mảnh alpha với mảnh omega luôn á. Ồ phải lúc đầu mình tìm em đó mình quýnh thì chắc nhiều khi có được Raiden với Kyurem nguyên thủy sớm rồi đấy. Rồi cho mình dòng gì đây? Ồ xong rồi. Có sắc bén không đây? Rồi luôn không có sắc bén luôn. Sukana vậy. Hôm qua cường hóa đã xui rồi bữa nay vẫn xui à. Tàn tích của ngày hôm qua vẫn còn là sao? Không hiểu luôn, từ chối hiểu. Thôi kệ có gì dùng đó đi. Thể hiện trình độ thôi. Ôi lộn, cười lộn em ơi. Đây là. À mình thấy ở đây có em cá sấu nè. Giờ mình sẽ đánh thử cái em cá sấu này đi. Mặc dù mình đã có rồi nhưng mà hiện tại cái em của mình thì chưa có ăn kẹo Dynamax ấy. Nên nếu mà đánh được em này thì mình sẽ tiết kiệm được một mớ kẹo đấy. Chinh phục em thôi. Đòn đầu tiên. Đẩy nửa cây máu liền. Cố lên đi ra. Trời em cạp cơ. Ngầu đét luôn. Cái em này đai ra mắt lên nhìn to. Ngầu đét thiệt. Được đấy. Ngầu như vậy thì về đội của anh đi cưng. Rất là nhanh chóng ha. Mình có linh cảm là Ultra Ball hôm nay sẽ gánh tem. Nên mình sẽ tung Ultra Ball thử nha. Được không? Ý, được. Thiệt sự hôm nay Ultra Ball thể hiện tốt rồi. Mà nhắc tới Dynamax mình mới nhớ là lần trước mình có thu phục được một em ở cái vùng cánh rừng tay ra. Và em đó thì còn có thể kiểu như là Gigantamax luôn. Đây, em đây nè. Em có tên là Obetale nè. Hay. Mình coi. Mình sẽ tạm thời đưa hai sao rớt vô trong xíu. Để mình đưa cái em này ra. Và chế tạo cho em luôn một cái bát súp mắt ha. Để coi hình dạng Gigantamax của em trông như thế nào đây. Với lại bữa nay mình ngứa nghề rồi. Lại trổ tài làm súp mắt thôi. Tèn, có liền. Dạ, cho em ăn luôn ha. Em này thì còn rất là bé luôn. Và để tiện cho việc chiến đấu hơn, đỡ bị ăn hành thì mình sẽ cho ăn thêm những cái kẹo nè. Để tăng cái lượng máu mà khi Gigantamax lên ha. Rồi, ăn đi cơn. Ăn đây. Ôi, ăn hơi nhiều rồi đó. Đó, giờ thì tìm đối thủ nè. Buổi tối ở cái vùng Úc. Ở đây có ổ khóa nè. Chưa, để mình mở khóa trước khi đi tìm Pokemon Boss cà kẻ ha. Ui, gãy rồi. Trời, cái này cứng vậy. Mình bẻ khóa thất bại rồi, gãy luôn cái bích lóc rồi. Dạo gần đây, mình có tìm được một phần mềm giả lập chơi game Android trên máy tính vừa nhẹ, vừa mượt mà, đã vậy còn hỗ trợ nhiều tab cùng lúc. Phần mềm ấy có tên là NotPlayer. Những việc bạn cần làm khi dùng NotPlayer là tìm, tải từ game mà các bạn muốn chơi và chơi ngay trên chiếc máy tính của bạn một cách mượt mà. Hình ảnh thì cực sắc nét luôn. Thao tác trên NotPlayer thì rất đơn giản vì các nút đều đã được cài đặt sẵn. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tùy chỉnh các nút sao cho phù hợp với thao tác tay của chúng ta nhất luôn.
Lúc đó thì chơi hơi bị cháy á nha. Knock Player còn có thêm một tính năng mới giúp chúng ta có nhiều cửa sổ cùng một lúc, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể chơi nhiều game cùng một thời điểm hoặc là cày một tựa game với nhiều nick khác nhau, hơi bị tiện luôn. Truy cập vào website vn.bignock.com để tải Knock Player về để chiến những tựa game Android mà các bạn yêu thích một cách vô cùng mượt mà nào. Link tải phần mềm mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần game của bình luận. Một xíu mình nghiên cứu mình chế tạo một cái bitlock mới ha. Cái đó thì có vẻ chế tạo được á. Bitlock. Nè, chế tạo được nè. Nó cần sắt thôi à. Khá là rẻ luôn. Một xíu mình chế tạo chục cái đem theo cũng được nữa. Giờ thì kiếm mối trước đây. Em này cấp bao nhiêu đây? À, cấp 27 vô. Vô Obetala. Mình sẽ Gigantamax giảm trước nha. Ui, có kìa. Trời, Gigantamax lên nhìn như cái UFO ấy. Wow, cái phần cánh của ẻm khi mà Gigantamax lên nhìn đúng to luôn á. Uầy, hình dạng này nhìn khá là lạ á. Đúng kiểu như UFO luôn. Được, xịn đấy em. Ui trời, đây, có đồ ơi. Đó, lần này thì mình bẻ khóa đã luôn ha. Cái tré sưu tuôn này mình có thể tái sử dụng. Trời ơi, là mình làm cái đống à. Ok đi, không sao. Giờ thì thử sẵn trong người tầm 3 cái đi ha. Mình thấy phía bên đây có một cái rương nè. Đó, rương gỗ thôi, không biết chìa khóa gì đây. Ổ khóa gì đây. Hay là không có... cái này là ổ khóa gỗ hả? Mình có đem theo cái chìa khóa gỗ trong này nè. Ui, đây là rương quái vật. Trời, chết tiệt. Có cái rương thôi mà cũng bị giả mạo nữa. Ui, một con quái thôi mà nó cho cái đống đồ nè. Ui, vào to rồi. Trời ơi, nó cho mình cả đống chìa khóa dữ luôn. Chìa khóa Ember. Nó có thể kiểu như là phá hủy luôn cái ổ khóa bằng gỗ nè. Chìa khóa vàng. Trời, ngoài ra còn cho mình một cái Emerald Bracelet. Công nhận có cái đồ mở khóa với vài cái chìa khóa ấy. Loot mấy cái rương này là mau giàu lắm luôn ấy. Còn cho mình một cái kiếm đầu lâu nữa nè. Dục kiếm này đi, kiếm đầu lâu mạnh hơn. Ở đây mình thấy nó có một cái bùa kiểu như là sẽ cho mình hồi phục máu. Phải không vậy? Để mình thử mình cầm trên tay coi. Ồ, còn có một cái bùa nó còn bảo là hồi phục thanh thức ăn nữa nè. Trong 4 giây. Ui thiệt. Có cái bùa này là mình không sợ đói luôn nè. Hay. Hợp lý nha. Wow, có bùa xịn. Rồi, bà sẵn tiện mình đang ở vùng đồng bằng á ta. Lúc bình minh để coi vùng đồng bằng này có xuất hiện Pokemon nào lạ hay không á. Đi khám phá thử. Mình rất là khoái những cái kim tự tháp nha. Nên là hy vọng là cái kim tự tháp này mình chưa có khám phá. Khám phá chưa? Kim tự tháp mới toanh. Lần này thì mình rút cái kinh nghiệm rồi. Thu phục mấy em Pokemon vô trong trước. Kẹo lại có những tình huống khó đỡ nữa. Rồi trong đây thì Sao không cho đồ gì trơn vậy? Trời đất ơi, mình tìm kiếm tử tháp rốt cuộc chả cho mình cái đồ gì giá trị hết. Thiệt luôn á. Người ta lướt kiếm tử tháp vô là GX Bon, mấy miếng Bless xịn. Mình vô toàn là xương không à. Bực thiệt sự. Để mình qua đây mình quánh bot ngựa đi cho đỡ bực ha. Vô mình sẽ test hình dạng của các em Obetale này khi mà Gigantamax đánh nhau với Bonita bot ha. Nhưng mà hiện tại cấp độ của em không cho phép đánh giáp lá cà rồi, trên lệch quá nhiều ấy. Rồi kéo rỉa vậy là hay rồi. Obetale ơi, đằng kia là cái nhà mà mình tìm được cái lóc bích chìa khóa các thứ kìa. Lại gặp ở trên vùng sa mạc. Ôi, lần này ổ khóa bằng sắt hả? Để mình lấy chìa khóa sắt ra. Cái gì chìa khóa sắt mình có nhiều lắm.
Mở cái nhẹ liền. Ba sẽ cho mình một chìa khóa đá, một chìa khóa sắt nè, vài cái bẻ khóa. Ồ, còn cho mình một cái cọng tăng kiểu như là sức mạnh cho hệ bay. Ui, còn có một cái đồng tiền bạc, nó ghi là mình có thể ném vô cái giếng để có đồ nè. Wow, đồng tiền vàng luôn. Thử vận may mới được, một xíu mình gặp mấy cái giếng mình dục vô thử á. Wow, giờ mới biết luôn á. Thì ra là có đồng xu mình có thể ném vô mấy cái giếng ha ta. Để mình kiếm mấy cái giếng mình ném vô coi. Dưới này là em boss. Boss gì đây? Ui, Duraludon. Ui, em này mới nè. Một Pokemon hệ rồng với hệ thép. Ui, nhìn đã vậy. Mà đây là boss nữa chứ. Phải đây là Pokemon thường thì hay biết mấy. Để mình coi thử coi. Cái này mình soi được á. Soi được không? Ủa, cái này không soi được boss à? Ủa, nhưng mà em này mỏng lắm. Em này có 80 mấy máu thôi. Hỉ. Được, 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 được. Mình sẽ cho Crocodile mình vô. Vô, man. Rồi, em Dynamax lên á. Rồi. Dám bịp hả? Mình sẽ đưa Kyurem vô đi. Kích liễu em này thử coi. Ui, em này kiểu hơi bị hiếm gặp luôn á. Mình đi ngang cái vùng núi này biết bao nhiêu lần rồi, mà đây là lần đầu mình gặp cái em này luôn. Rồi, phải tấn công nè. Lần này thì Kyurem đã kéo rỉa máu khá là tốt rồi. Xong, chúng ta đã đánh bại Duraludon rồi ha. Cho mình kim cương và một viên Solgaleo Z. Wow, một em rồng. Vừa rồng vừa hệ thép luôn. Quá là chiến á. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp được em rồng đó. Ủa, như vậy cái này nó chỉ có thể soi được Pokemon ngoài tự nhiên thôi, chứ không soi được thông tin của boss ha. Ra là vậy. Bảo sao nãy mình soi không được à. Đây là Pokemon gì vậy? Lạ nha. Hệ bọ với lại hệ đá hả? Được, được. Vô súp luôn nha. Em có tên là Crustle. Uầy, em ngay đúng kiểu cua đá luôn rồi. Trên lưng có nguyên tảng đá to đùng kìa. Được, mình sẽ nướng em. Nướng em đi. Hay lắm. Em Infinap của mình đang kéo rỉa máu rất là tốt kìa. Cố lên. Đánh bại nhanh rồi chúng ta sẽ thu phục cái em cua đá này luôn ha. Đòn kết liễu. Xong. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt em cua đá này bằng quả Netball. Tại vì em có hệ bỏ ấy, nên dùng Netball chắc sẽ bắt dễ trúng hơn đây. Hy vọng, hy vọng. Đừng, đừng thất bại, đừng thất bại. Thành công. Lại có thêm một em Pokemon hệ bỏ về đội mình rồi. Ở đây thì nó có một cái rương nhìn khá là lạ luôn nè. Nhưng mà mình phải đòi hỏi có một cái lốc bích trước. Để mình mở bẻ khóa trước cái đã. Trời ơi, bẻ khóa hộp rồi. Tiếp tục. Trời. Ui. Cái ổ khóa lá này lần này khó mở quá đi. Lần trước mình lóc bích một phát được luôn mà. Ui, được chứ vậy. Ui, được rồi nè, được rồi nè. Bây giờ bắt đầu được rồi nè. Ý, xong rồi. Mình đã mở thành công ba cái ổ khóa. Và bây giờ chúng ta sẽ có được một cái chìa khóa lá, một vài cái đồ bẻ khóa mới nè, với lại một ít đồ lặt vặt á. Nhưng mà nó vẫn không có cái miếng blade hoặc là cái chuông nào hết. Như vậy thì tìm mấy miếng blade và cái chuông không có nằm trong mấy cái rương đó rồi. Nhiều khi đây là đường xuống công trình dưới lòng đất cũng có thể. Ủa, mà cái này có phải là cái giếng để mình cầu nguyện không ta? Mình thử ném vô. Here we go again. Ồ, nhưng không phải cái giếng này rồi. Vậy là phải tìm một cái giếng khác nữa ấy. Thì mình mới ném mấy cái đồng xu này xuống được này. Wow. Rồi, giờ thì vô công trình này thử coi. Ủa? Ui dồi, công trình này cũng chẳng có đường xuống luôn ấy chứ. Bịp nữa rồi. Gần đây còn có một ngôi làng nữa. Và gần làng có hội quán. Để coi coi. Ôi, hội quán này mình đã có huy hiệu hội quán rồi.
Ồ, mình được một cục Everstone nè. À, cái này thì hay. Cái này mình sẽ cho cái em mèo của mình. Mình cho em mèo là em sẽ không có kiểu như lên cấp và tiến hóa nữa. Ý, được, được, hợp lý, hợp lý. Ủa, đằng kia có Raiden Boss nữa. Hy vọng là mình quánh Boss mình sẽ xả xui nha. Vô, 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 đánh Boss xả xui, đánh Boss xả xui nè. Được hay không đây? Đánh Boss xả xui. Ui, mình được thêm một quả Master Ball nè. Hên rồi. Hên rồi. Nối tiếp sự may mắn sau khi có được quả Master Ball từ Raiden, thì mình đã gặp được một cái công trình ở dưới một cái khe nứt. Có rương, có rương. Một miếng Stone Blade. À, vậy là mình có thể nhặt được những miếng Blade ở dưới này luôn. BC Blade. Đây rồi, một miếng Blade mới. Tiếp tục, tiếp tục. Mình còn thiếu một miếng Blade nào ta? Để mình coi coi. Mình còn thiếu Raco Blade. Raco Blade. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Ôi, hai cái. Và một cái chuông. Yes. Chúng ta đã tìm được cái chuông rồi. Cuối cùng. Wow. Còn không? Còn đường không? Hết đường rồi. Trong đúng một cái công trình luôn mà mình có tới tận hai thứ mình đang tìm. Một là một cái chuông. Và hai là một miếng Blade mới luôn á. Giờ mình gặp thêm một cái công trình có thêm một cái chuông với miếng Blade còn lại là tuyệt vời luôn nè. Tuyệt cú mèo luôn nè. Có không? Ôi, còn có kim cương nữa chứ. Xin luôn nha. Đây là... À, một cái dungeon nữa. Và lần này cho mình... À, cái đồng xu vàng bự. Hết rồi. Tưởng đâu cho mình thêm một cái chuông nữa chứ. Ngoài ra thì mình còn tìm được một cái khu mỏ bỏ hoang. Ồ, khu mỏ này bự này. Có tiềm năng, có tiềm năng nha. Để coi coi trong khu mỏ chúng ta có tìm được những cái xe mỏ chứa rương hay không. Kìa, thấy rồi. Xe mỏ chứa rương. Có gì nào? Ủa? Ôi, xe mỏ. Trời, chút xíu nữa mở cái là banh xác rồi. Xe mỏ chứa TNT. Còn có một cái dungeon ở đây nữa. Tiếp tục là BC Play. Cái miếng này mình mới nhặt rồi. Ui. Thôi cho Raco Play đi. Raco Blade đi. Cho toàn mấy cái bị trùng không thế nhờ. Bây giờ tìm đúng một cái miếng cuối này mới khó này. Chả biết là nó sẽ xuất hiện trong cái công trình nào đâu. Ủa? Ủa? Ôi, công trình này quen vậy. Ủa, sao giống công trình hồi nãy mình nhặt được cái chuông vậy ta? Ủa, nhìn giống cực ấy. Coi lần này có thêm được một cái chuông nữa không nha. Ôi, lần này thì không có chuông rồi. Đó rồi, lần này có vẻ nó nhỏ hơn lần trước. Đây có phải là cái chuông mà mình đang... Ủa, cái gì? Cái giếng mà mình đang tìm không ta? Thử nhá. Ui, thiệt. Ồ, ném. Wow, mình ném vô là được liền nè. Ủa, con đó sai sai ta. Ồ, một cái thì nó sẽ cho mình quyển sách hồi phục một trái tim trên 4 giây. Chứ một cái thì cho mình một ít que quỷ lửa. Cũng hay phết đấy. Thiệt tình. Và dưới này còn có lại là cái em Pokemon Duraludon. Sao toàn là boss không vậy? Thứ mình cần là một em giống như vậy, nhưng mà là Pokemon thường cơ. Gặp mà không bắt được cây thiệt cơ chứ. Đấm em cho bỏ cây rồi. Vô, xúc em luôn. Đấm em khi nào em chịu spawn ở bên ngoài thì thôi. Đừng có boss nữa. Ui trời. Hú hồn, tưởng đâu cái này là Raco Blade chứ. Nhìn cái màu cũng khá là giống luôn nè. Nhưng không, đây là Flame Blade á. Ủa, giờ chẳng còn thiếu một miếng Blade cuối cùng á. Tiếp tục đi săn thôi. Hy vọng là trên đường về vừa săn được miếng Blade đó, với lại săn thêm được một cái chuông nữa ha.
là tiệc cứu mèo luôn. Lại thêm một cái show deal nè, cái này là cho Latios với Latias đấy. Được á nha. Vậy là bây giờ mình có tới tặng 2 cục show deal rồi. Nên thôi, chịu khó đi ha. Ở cái vùng biển này đi. Nếu như mà mình hên thì kiểu gì cũng gặp Latios với Latias thôi à. Hai em đó thì thường xuất hiện ở gần bờ biển rồi. Bây giờ giữa trưa hả ta? Úi. Ủa? Ấn Trến. Ê khoan. Ấn Trến, tự nhiên mình gặp cái đảo bay gì kìa. Ý. Vô tình phát hiện được một cái đảo bay. À, nhiều khi trên đó lại giấu một cái đồ gì đó xịn sò. Hoặc là giấu cái chuông chẳng hạn. Cũng có thể lắm. Đi lên coi thử. Hên là mình có Diaga bay khá là ổn áp á. Lên trên luôn. Có rừng luôn. Tên tên. Cho mình quyển sách 10 cục mây. Là sao? Ok. Bếp à. Bếp rồi. Cái này đáng đi ra nè. Cái rương nó phải như vậy nè. Really nigga. Một cái Ultra Chest cho mình. Protector. Đây là vật phẩm để giúp cho Rhydon của mình tiến hóa thành Hyperior. Boy. Một vật phẩm rất là quan trọng cho em Rhydon ha. Mình phải giữ thôi. A few moments later. Xuất hiện rồi. Đây. Latias đã xuất hiện rồi. Vô em ơi. Kéo rỉa máu được hay không? Wow, kéo rỉa máu rất là tốt nè. Được rồi, ổn rồi. Giờ thì tung bóng chứa liền nè. Không có liên tha lương thiên nữa ha. Và với Latias thì mình sẽ tin dùng Fastball đi. Thử Fastball nha. Coi có chinh phục được Latias hay không. Quả đầu tiên thì có vẻ không được thành công cho lắm. Nhưng không sao, mình còn 20 mấy quả nữa mà. Hy vọng là sẽ đủ để bắt được Latias nha. Ô, Latias còn có kỹ năng hồi phục cơ. Lại hồi phục. Thôi, cho anh đánh đi rồi, cho anh bắt luôn đi. Về anh cho em cái viên show deal. Em mạnh lên biết là bao. Rồi đi quẩy với anh nữa. Quá hợp lý rồi. Vậy nha. Vậy đợi anh đi bé. Dùng lời ngon ngọt dụ dỗ dị rồi đó mà không chịu về đợi mình nữa thì thôi luôn á. Bởi vậy ta nói. Cái chiến thuật mà kiểu như dụ mấy em Pokemon này chưa bao giờ là thất bại hết á. Vừa dụ xong là em chịu về đổi mình liền á chứ. Khoái ha. Được. Lần này thì cái em Obetale của mình có công rất là lớn ha. Cho em nghỉ ngơi đi. Để mình đưa cái em Latias vào và gắn cho em cái viên show deal này. Viên này sẽ giúp Latias tăng 50% special attack cũng như là special defense á. Trời. Ghê nha. Quá dữ nha. Ui em này tốc độ cao bảo sao. Bắt phát được luôn ha. Em là một Pokemon hệ rồng và hệ siêu linh khá là dữ đấy. Bay thì như thế nào đây? Bay rất là nhanh luôn. Quá dữ. Nhưng mà Latias còn có một người bạn nữa, đó chính là Latios. Thế nên mình sẽ gán tìm luôn á. Cho đủ một cặp trong ngày hôm nay luôn. Kiểu mình bắt là mình bắt một cặp luôn ấy. Nhưng mà phải đợi khá là lâu đây. Nhưng không sao, chịu khó đi. Chứ biết sao giờ. Đây là em nào nữa đây? Một em Pokemon hệ đất vậy nữa. Mình đi qua vùng đầm lầy khá là nhiều lần mà lần đầu mình gặp em này nè. Được, sẵn tiện mình sẽ test sức mạnh của Latias luôn ha. Trận chiến đầu tiên của mình và em nè. Em này có... À, em này là Swampert. Hình như phía xa là dạng Mega của em luôn hay sao ấy. Mình cứ Dynamax cho Latias trước ha. Trời ơi, đánh một hit một lần nữa cây máu liền. Ông nhận gắn cái viên đó vô em mạnh thiệt á. Ui, kết thúc luôn. Ồ, nhưng mà sao mình không có quyền bắt ta? Trời, tiếc vậy. Quýnh như vậy đó, gánh tem như vậy mà không cho người ta bắt. Hơi buồn nha.
Rồi, và phía đằng này mình thấy có cái em Retno này. Và để coi coi Retno là có dạng Gigantamax luôn. Hay là bây giờ mình cho em Retno của mình Gigantamax nha. Được 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 được. Ôi mà mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ nha. Tại vì giờ mình còn có 6 cái nấm mắt thôi. Thôi tạm thời thì Retno là nằm trong danh sách có thể được Gigantamax nữa ha. Để sắp tới mình xem lại coi em nào kiểu tiềm năng tốt hơn á thì mình sẽ cho em đó ăn. Giờ kiểu hết giàu nấm rồi. Giờ sắp nghèo nấm rồi. Nên cũng hơi rén một xíu ha. Ý? Và đây là... Ồ, đây là tòa tháp ma nè. Nơi xuất hiện rất là nhiều Pokemon thể ma luôn. Và một cái Master Chest đầu tiên. Ôi, cho mình... Thằng ơi, Master Chest mà cho mình có đúng cái lọ thuốc này. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt với tôi đó hả? Master Chest gì mà giỡn như vậy? Master Chest bịp rồi. Và trong này thì chủ yếu là chúng ta sẽ farm được những cái Pokemon thể ma khá là nhiều ha. Để cày cấp các thứ đồ á. Gần một cái thủy cung có một chỗ boss Kyurem nè. Wow. Lần đầu tiên mình đánh boss Kyurem luôn nha. Kèo căng nha trời. Kèo này chắc phải cho Kyurem mình ra trận mới được. Một em thì là Kyurem boss được Dynamax. Còn em của mình chỉ là Kyurem nguyên thủy thôi. Sương sương nha. Để mình khịa nhẹ phát coi như thế nào đây. Một đòn kéo được 1/3 cây máu là cũng hay rồi đó. Nhưng mà coi kìa, lượng sát thương mà Kyurem boss đánh không hề ít đâu. Một đồng đội của mình đã vô trong nghỉ ngơi rồi. Phá vỡ được cái lớp phòng ngự của Kyurem rồi. Nhưng mà tiếp tục lại bật là một lớp khác. Một skill thôi, hai đồng đội của mình vô trong nghỉ ngơi rồi. Trời luôn. Không thể chiến thắng nổi boss Kyurem luôn, mặc dù Kyurem của mình đã ra sức chiến đấu rồi đấy. Let's go Latios. Đi tìm Latios nào. Latios xuất hiện ở vùng biển. Vùng biển nào quan trọng là hướng nào mới được. Ai kia kìa kìa kìa. Trời ơi em nhỏ quá. Suýt nữa là không thấy luôn ấy. À mắc kẹt rồi. Em đã dính bẫy rồi nha. Rồi vô. Cứ kéo rỉa tèn tèn như vậy rồi một chút. Tùng một quả fastball. Lụm cục kẹo Latios liền. Kế hoạch là như vậy. Nãy giờ thì mình dùng cũng được một số lượng nhất định fastball rồi đó. Nhưng mà Latios vẫn chưa có dấu hiệu là về đội của mình nha. Em này hơi bị lì luôn. Chắc phải dùng cái cũ quá. Em đừng để anh dùng cái kế đó nha. Anh không muốn dùng lạm dụng đâu. Đấy. Vậy cũng được. Hết vụ rồi chuyển sang dọa vẫn chịu về đội mình á. Uầy, được tiền sự. Rồi, thế là bây giờ mình đã có được một cặp Latios và Latias luôn rồi. Quá xá đã luôn. Đây, cho ngắm Latios cái ha. Hai em này thì đều có cái dạng... kiểu như là Mega. Wow, dạng Mega thì sẽ khá là khó đây. Tại vì mình chưa có viên Mega của hai em này ấy. Nên sắp tới nếu mà gặp Mega Boss Latios dưới Latias thì mình sẽ bắt ha. Ủa, và phía bên này là... Ủa, Pokemon màu hồng à? À, không phải, em này màu hồng sẵn rồi. Em này là em gấu. Em gấu ngoài giác đấu hả? Được luôn. Bắt luôn. Vô chúng ta sẽ bắt em gấu này luôn ha. Ui trời, nóng tính vậy. Tính nóng gì em. Về đó anh cho bớt nóng tính nha. Rồi được luôn kìa. Đúng một quả Ultra Ball là bắt được em gấu đó liền. Yeah. Rồi vậy là bữa nay đi là cũng được một vài chiến lợi phẩm ha.
Chắc bây giờ mình sẽ đi về nhà để lấy cái viên Showdeal đó mình gắn cho cái em Latios luôn, để cho bộ đôi này đều có viên Showdeal ha, không có bị phân bì đâu. Về tới nhà rồi. Và việc đầu tiên là mình sẽ cho Latios cái viên Showdeal thôi. Đâu rồi nhỉ? Cái viên đó mình nhớ mình sắp xếp đồ xong mình... Đây. Đâu mà có mất được, cho em nhá. Rồi, như vậy thì bây giờ bộ đôi Latios và Latias đều có viên Showdeal giúp tăng sức mạnh đi đáng kể ha. Quá là dữ luôn. Và để test sức mạnh của hai em này thì chắc mình phải đi tìm một em boss nào đó mình đánh nhau ấy chứ. Mạnh như vậy mà không đánh boss thì ổn. Đây, có luôn. Có em boss xương rồng nè. Vô bé ơi. Ủa, Latias đánh rồi mà đúng không? Vậy thì giờ tới Latios đi. Đây, thành viên mới nha. Úi giời, dám đụng vô Latios của mình hả? Đón nhận sức mạnh của rồng này. Giỡn mặt hả cưng? Vẫn thích đánh à? Vẫn thích đánh hả cưng? Tính của Latios cũng hơi bị nóng đây. Ngoài ra thì mình chỉ có tìm thêm được đúng một cái miếng Blade mới thôi. Một loại Blade mới thôi. Đó chính là PC Blade ha. Mình sẽ cho vào trong. Ở ngay vị trí này. Mình còn thiếu đúng mỗi cái Draco Blade thôi. Cái cuối cùng cũng như là cái khó nhất để chúng ta tìm ra đấy. Không biết là nó sẽ spawn ở trong công trình nào ấy. Nó chỉ ghi chung chung là ở trong một cái dungeon chest thôi, nhưng mà nó không nói rõ là cái dungeon nào hết. Mình cũng có thể loot beast chest để tìm ra cô Blade ha. Đánh boss cũng có thể rơi ra nè. Được, đó là mục tiêu kế tiếp của chúng ta trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì mình có được một cái chuông rồi. Đâu rồi cái chuông mình tìm được trong ngày hôm nay? Đây, cái chuông này mình sẽ gắn vô trước nhà mình đi. Gắn ngay đây. Đó, và công dụng của cái chuông vàng vàng này, nó sẽ giúp mình kiểu như là có cơ hội triệu hồi ra được một cái Pokemon chim huyền thoại đấy. Thế nên mình sẽ đứng ở đây để canh chừng cái chuông này. Đến khi nào cái chuông kiểu như thắp sáng và triệu hồi cái Pokemon đó ra thì thôi ha. Khá là mất thời gian nữa, nhưng mà nó chỉ có một xác suất nhỏ thôi, nên không biết là mình đợi nó có chịu xuất hiện hay không nữa. Nhưng mà cứ thử thôi chứ biết sao giờ. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm được cái miếng Blade cuối cùng để chúng ta gom và có cơ hội tạo ra đấng sáng tạo ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp cùng với bộ đôi mới này. Bye bye.